Xin chào cả nhà, mình tên là Huyền Trang, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp mình ngưng mũi là cấu trúc và sụn polyform. Mình thấy một tháng trôi qua thì mình thấy là tinh thần mình có thể vui vẻ hơn và năng lượng thì cũng nhiều hơn. Còn về công việc thì mình thấy công việc tiến triển là cũng theo chiều hướng tích cực, mình có nhiều hợp đồng hơn và công việc của mình cũng rất là bận rộn hơn nhiều. Thứ đến với mình cũng có vẻ là may mắn. Nói chung mình thấy là khi mà mình nâng mũi thì thần thái của mình nó cũng thay đổi, cho nên thì những cuộc sống của mình cũng có thay đổi. Các bạn cứ thử đi, không có đau đâu. Với lại là khi mà mình làm mũi xong rồi thì mình thấy cảm thấy là rất là tự tin với dáng vẻ của mình, thì công việc hay là những chuyện trong cuộc sống của mình sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Mình nghĩ rằng là tự tin sẽ thay đổi tất cả.